À, hôm nay em quay cái chậu thanh đạm. Cỡ này là cỡ 200. Vẻ hơi ngược nắng. Cỡ này 200. 200 một chậu. Mới được khoảng 4, 6, nó được khoảng 8 thân. 6 đến 8 thân. Thanh đạm Indo. Mấy cái giả hạt 6 đến 8 thân. Và cái chiều cao của thân nó được khoảng 25 thân. Thanh đạm này thì nó thường cho hoa vào dịp xuân. Và nếu mà cây mà khỏe, bụi mà nó khỏe thì một năm nó có thể cho được 2-3 đợt hoa. Đấy, nhưng mà những cái bụi nó khỏe. Đây. Chọn này là cây nó hơi nhỉnh hơn so với lâu ấy. Thế còn cây trung bình thì nó được cỡ này. Thanh đạm Indo. Cây này thì ở đây em đang trồng giá thể là sơ dừa và giấm cọng. Sơ dừa và cái giấm cọng này thì là khi mà tại cái chậu này nó cũng lớn, kích thước nó lớn, cho nên là khi gửi là em sẽ dỡ cái chậu nhựa này ra. Đấy. Chậu này là chậu đường kính 20 này, 20-22 này. Thì là khi gửi em sẽ dỡ cái chậu nhựa ra, em gửi mỗi cái phần cây và một ít giá thể nó bám theo cái rễ thôi. Ít giá thể nó bám theo rễ cây. Nó về nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu. Thì là khi về thì mình sẽ trồng vào cái chậu mới và cái giá thể mới. Mình cứ thế mình đặt cả cái bầu cây của nó khi em gửi á. Là mình, những cái rễ nào rễ già, rễ khô thì mình cắt nó đi đâu. Thế còn mình cứ thế mình đặt cả cái bầu cây đấy vào cái giá thể mới, một cái chậu mới. Giá thể thì là mình có thể trồng bằng tha, bằng cái vỏ thông, trồng vỏ thông hoặc cái giấm cọng này đều được, giá thể. Và khi mình về mình trồng, khi mình trồng xong thì là mình ngày hôm sau mình tưới kích rễ cho nó, cái thuốc kích rễ. Kích rễ xong thì khi rễ nó ra, mình cảm thấy nó ra nó khỏe khỏe rồi á, nó được khoảng 3-4 phân rồi thì là mình sử dụng bắt đầu mình có thể sử dụng phân bón gốc để bón cho nó, sử dụng phân hữu cơ kết hợp với vô cơ. Đấy là đặt ở dưới gốc, vừa là giữ ẩm và cũng vừa là cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho cây. Thanh đạm Indo hoa thì rất là thơm, hoa thơm mà cần hoa dài. Em sẽ để cái mặt bông ở cuối video này, em sẽ để một vài hình ảnh hoa của nó. Hoa nó dài được khoảng, có những cần nó dài cả 1 mét á. 1 mét thì hơi lố nhỉ. 4-6 nó được khoảng 60-80 phân. Đấy là em được nhìn thấy rồi, là 60-80 phân. 1 mét cũng có thể á, có thể những cái chậu mà mình chăm tốt là nó khỏe, cây mẹ nó khỏe, nó lực là cái hoa nó được cả 1 mét là cũng được. Rồi đây là cái mẫu cây. Mẫu cây thì thường thường là nó cũng cứ vài 3 tháng là nó thay đổi 1 lần. Đấy. Nhưng mà thường thường là hay về cái mẫu loại này, loại 200 này. Thỉnh thoảng cũng có những đợt loại tầm 400, 500 cũng có. Rồi, và cái mẫu thì là em sẽ cập nhật. Khi mà về mẫu mới thì em sẽ cập nhật ở YouTube và trên website là thanhngochi.com. Rồi, cảm ơn cả nhà.